Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lợi Minh, từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Mình đang làm công chuyện trời nó đổ mưa, cho nên mình thấy có một cái đề tài cũng khá hay và muốn chia sẻ với quý ông bà, anh chị em, các bạn. Trời đang đổ mưa, thì mạng các bạn biết, mình cũng lướt Facebook rồi mình thấy có những câu chuyện, có cái ông này các bạn. Ông có cái tên là Nhân Nguyễn à. Ông vào ông bức xúc, ông bức xúc rồi ông nói là dân chủ mình nói không cái ông, tại ông phàn nàn đất nước đó. Mình nói là, thôi đi cái ông dân chủ cụi rồi, ông vô ông chửi đất nước, ông phàn nàn, ông đi theo mấy cái thằng quy nô, tại mình vô mình thấy ông cách ông hùa theo tụi nó, mình kêu ông dân chủ cụi, ông chửi dân chủ cái mã mẹ mày. Tao chỉ muốn tao được làm người thật sự, mà tạo hóa ban cho tao là kiếp con người, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật mà chính người dân như chúng tao thiết lập lên mà thôi. Mày có biết không? Con cậu gì ai biết. Các bạn biết cái ông này, những cái người này các bạn biết, họ kém hiểu biết các bạn ạ. Không có một cái luật pháp nào mà người dân tạo ra cả. Các bạn biết chính quyền là một cái cơ chế, ngay cả ở một cái quốc gia như là Mỹ cũng vậy. Những người mà làm luật đó, họ phải là những chuyên gia chính trị gia, người hay còn gọi là law lawmaker. Thường thường những người này gọi là senator. Chứ không có một cái quốc gia nào mà dân làm hết trơn á, không không có các bạn à. Ông này ổng cũng ba trợn lắm, các bạn biết mấy thành phần mà họ kém hiểu biết gì mà họ lên mạng rồi đi theo mấy cái thằng chống cộng ở hải ngoại, các bạn thấy không? Cuộc sống gia đình vào trong cái nhà của ổng, mình thấy cái sự hiểu biết của họ rất là nông cạn. Rồi mấy cái tụi mà mấy cái tổ chức chống cộng ở hải ngoại như bọn Việt Tân, rồi mấy cái thằng bá dơ, như thằng Sun TV, Sun Lê, rồi thằng Trương Quốc Huy, rồi nó nói tào lao, rồi cái họ nghe gì các bạn biết nó bị nhiễm vô đầu, cái họ mê muội, họ lên mạng bắt đầu họ phàn nàn, họ nghĩ họ là một cái trung tâm vũ trụ cái gì đó ghê gớm lắm. Luật pháp, không có luật pháp nào mà một người dân như ông ta mà làm nên cả. Không có một cái đất nước, một cơ chế, một tổ chức, các bạn thấy nó phải có một cái hệ thống của những chuyên gia, người ta theo dõi về đời sống của dân sự, người dân và những cái cuộc sống hàng ngày để họ thay đổi pháp luật. Các bạn biết ở bên Mỹ đó, luật pháp của nó thay đổi ba bốn năm vậy là nó thay đổi, tại vì mấy cái thằng mà làm luật á, mấy tổ chức chuyên gia nó làm luật, các bạn biết ở bên Mỹ á, nó ngồi nó để ý cái đời sống dân sự như thế nào, giao dịch và những cái mưu sinh và những cái cuộc sống họ như vậy. Nó soạn thảo ra rồi bắt đầu nó làm thành luật, nó bỏ ra trong những cái việc và bầu cử đó. Các bạn biết bắt đầu nó để cho người ta gọi là đi đưa vào trong những cái nghị quyết của nó, mà nó thành những cái luật, luật liên bang, luật tiểu bang, rồi luật địa phương. Chứ là không có một cái quốc gia nào mà người dân tự làm luật lên cả. Đó, các bạn nghĩ là như cái như một cái ông như thế này, một con người như thế này, các bạn thấy mình không phải là mình chê bai, tôi cũng chỉ là một người nông dân bình thường thôi các bạn thấy. Nhưng mà họ lên mạng họ mù quáng các bạn, họ bị mấy cái đám mà chống cộng cờ vàng ba sọc Mỹ nô ở hải ngoại nó tuyên truyền vào đầu họ. Họ tưởng đâu cái một cái quốc gia, một cái đất nước là chính họ, là những người mà gọi là như họ như vậy đó, họ làm lên những cái luật pháp, họ nói nhưng mà họ không hiểu gì chứ. Và cũng từ đó mấy cái tụi mà những cái nhóm tổ chức chống cộng hải ngoại như Việt Tân rồi như tôi đã nói, mà những cái thành phần mà chống cộng kiếm cơm, cờ vàng, cờ chó ở hải ngoại, các bạn biết nó hù vào nhau, bắt đầu nó đánh tâm lý vào những cái người người dân trong nước mà họ không có hiểu về những cái luật pháp. Bắt đầu họ bức xúc cơ chế, tôi nói ngay cả những người thân của tôi trong gia đình khi tôi về Việt Nam thì họ không hiểu, mà họ không hiểu,
Họ chỉ nhìn chung quanh rồi họ nghe người ta nói cái gì đó, bắt đầu họ chỉ hùa theo một cái nhóm số đông, và họ nghĩ rằng họ cho họ là một người dân, họ phải có cái quyền trên pháp luật như thế nào đó. Nhưng mà trước mắt thì họ họ chưa có hiểu, bởi vì khi mà những người mà như vậy mà họ đi đến được những cái xứ mà những cái xứ như là Mỹ rồi đó, họ họ bị sốc, các bạn biết, họ bị một cái sự gọi là thay đổi về cuộc sống, và cái mô hình sống của họ nó thay đổi gần như 360 độ. Đó là lý do các bạn thấy như con Nguyễn Hữu Ngọc Như Quỳnh có cái biệt danh là mẹ nấm đó. Khi nó qua Mỹ rồi nó mới phát biểu, các bạn thấy nước Mỹ không không tự không như nó tưởng, không như nó nghĩ. Tại vì ở Việt Nam nó nghĩ nó là người ngồi trên pháp luật và nó làm ra được cái luật, và nó đi bắt đầu nó chống phá, nó xuyên tạc. Nhưng mà đi qua bên Mỹ rồi thì cái đất nước mà nó có một cái hệ thống pháp luật đâu ở đó rồi đó, nó răn đe ghê gớm lắm, thì nó không cho phép những cái hạng người như như cái đám dân chữ cụi trong nước, mà ngay cả cái tụi chống cộng cờ vàng ở hải ngoại cũng bị các bạn. Tụi nó cũng sống, nó lừa đảo người ta và nó mị dân. Nó khi đụng vô pháp luật Mỹ hàng nào nấy như cày sấy vậy mà lên mạng thì lúc nào cũng quay về Việt Nam, ôi thôi đủ thứ hết, cái gì nó xuyên tạc cũng được. Như tôi nói, nó xuyên tạc Việt Nam không từ một thủ đoạn, không từ cái thứ gì hết trơn. Bởi vì khi lên mạng có những cái câu chuyện mình thấy nó rất là ngộ nghĩnh, cái người Việt Nam của mình khi mình nói mình qua rửa cả nắm các bạn ơi, tại cái cách chia sẻ của tôi thẳng thắn là như vậy. Bởi vì cái dân trí trong xã hội Việt Nam nó còn chưa có đồng đều lắm. Nhiều khi ở những thành phố đô thị lớn thì người người dân họ họ sống cái dân trí của họ cao và họ hiểu biết hơn, và họ họ hòa đồng với lại cái xã hội và họ cùng chung nhau góp phần xây dựng cái mô hình xã hội nó tốt đẹp. Còn có một số những nơi mà cái dân trí họ chưa có nắm được cái pháp luật và họ hiểu biết đó, thì họ họ tự suy nghĩ và tự suy diễn ra, nhiều khi họ tự làm luật luôn nữa ở Việt Nam nhiều khi đi vào những cái vùng sâu vùng xa gì nữa, có nhiều người họ tự dâng hàng rào ra rồi họ tự thu tiền rồi họ tự làm luật lấy, các bạn thấy nó gây ra những cái sự bất cần trong một cái mô hình xã hội, đó là điều để làm đáng tiếc. Cho nên cái đề tài tôi chia sẻ gì, tôi thấy cái ông này à, ông ở Thanh Hóa, ông này ông ở Thanh Hóa, họ không hiểu mình Việt Nam mình. Nói chung là những người phần nhiều họ lên mạng xã hội họ tham gia rồi họ chỉ bốc đồng ý kiến chính kiến, nhưng mà họ họ không có hiểu gì pháp luật gì cả, mà họ hiểu thì một cách mù mờ, nó không rõ ràng, rồi bị cái thế lực mà xuyên tạc chống phá đất nước nó nhồi nhét vào trong đầu rồi những cái thứ mà dân chủ của Mỹ hay những cái trời Tây đó, nó bị xáo trộn, và cái họ cho rằng họ họ là những người làm ra luật, nhưng mà thực sự nó không phải. Trong bất cứ một cái quốc gia nào cũng vậy, luật pháp là phải do những người chính trị gia, những người mà trong một cơ chế họ soạn thảo luật ra, và họ vừa bắt đầu họ biểu quyết trở thành một cái luật pháp để nó phù hợp trong cái sự gọi là lãnh đạo của một cơ chế trong một cái đất nước. Thôi thì mình dừng lại tới đây. Xin chào quý bạn chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye.